có cái bị những người có tôn giáo này kia mà không có gì mà khó khăn cho họ, có quyền thương lượng, nó khó cầu hết, khó cầu nó sẽ nói chuyện, nó sẽ thương lượng hết á, không có kỳ thị, không có gì hết á. Có con là gì, 47 nó không đánh đông phải không? Ừ. Đừng có lo cho, phải là suy nghĩ dần.